Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là video thứ hai với cái video trong một cái series video cách kiếm tiền trên cái hệ thống Ichimoku. Thì như các bạn thấy trong cái video thứ nhất chúng ta đã làm quen, chúng ta cũng chưa vào cái hệ thống Ichimoku đâu. Chúng tôi chỉ giới thiệu cho các bạn với những cái tác dụng cũng như là cái ý nghĩa trong cái việc sử dụng Ichimoku, cũng như là giải thích sơ qua những cái hệ thống, những con số chúng ta hình thành nên những cái hệ thống Ichimoku, thì những cái như cái cân bằng giá hay là quan trọng của những con số bạn, hoặc là những cái hệ thống Ichimoku nó mang đến những cái điều gì. Thì hôm nay một cái video thứ hai nó sẽ mang đến cho các bạn đó là các thành phần, nói về các cái thành phần trong cái hệ thống Ichimoku. Thì cái video thứ ba là cái video thứ ba mình giới thiệu đây là cái video mà nó sẽ mang đến cho các bạn là phối hợp những cái thành phần trong Ichimoku các bạn. Thì cái video thứ hai này nó chỉ nói đến những cái thành phần đó là ý nghĩa là như thế nào và công thức đó ra sao và nó có tác dụng gì các bạn. Còn để mà kết hợp sử dụng nó thành một cái hệ thống như thế nào thì nó là video thứ ba. Thì hôm nay video chúng ta chỉ dừng lại ở cái mức là những cái thành phần đó như thế nào và tác dụng nó ra sao các bạn. Nó chỉ là một thứ rời rạc. Tuy nhiên thì video, hy vọng là video thứ ba nó sẽ kết hợp những cái rơi rạc đó trở thành một hệ thống thực sự vững mạnh để chúng ta có thể kinh doanh hiện đại. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết của video thứ hai này. Đó là những cái thành phần cơ bản của hệ thống Ichimoku các bạn. Thì như cái thành phần hệ thống của Ichimoku này, chúng ta có gồm có 5 cái thành phần. 5 cái thành phần các bạn. Thì chúng ta nhìn lên trên cái hình kế bên đây thì chúng ta cũng thấy là ở đây thì các bạn thấy nè, chúng ta có cái sorry các bạn, đây đồ thị này có cái các bạn thấy không? Mình ra cái này nè, các bạn thấy ở đây có Tecan các bạn, là đường màu xanh, các bạn thấy không? Cái đường để tôi coi trên cái stream này các bạn thấy không? Tecan là cái đường màu xanh này các bạn, đường màu xanh đó, các bạn dễ hiểu không? Thấy cái đường mũi tên trên cái video này, các bạn thấy cái đường màu xanh này đó, ok ha. Con chuột nó hơi khó coi, chú các bạn chú ý nha, chú ý. Và cái đường màu màu nâu này, màu hồng này, có thể màu hồng này, các bạn thấy không? Đó là Kijun. Và bên A đây các bạn, bên A đây, bên A và bên B, bên B đây và Chiku đây các bạn. Thì cái bên A và bên B này á thì nó tạo thành một cái cấu trúc khá đặc biệt, là cái cấu trúc mây nha các bạn, khá đặc biệt, mình gọi đó là kumho, cái mây kumho, kumho nha các bạn. Thì chúng ta có thể giải thích những cái thành phần ở những video sau các bạn. Về cái video này các bạn, cái video này nè sẽ giải thích chi tiết về 5 cái thành phần này các bạn. Thì cái video thì để mà hữu dụng hơn thì chúng ta phải kết hợp một cách hiệu quả, kết hợp lại những cái thành phần này để trở thành một cái hệ thống kinh doanh thì lúc đó mới là hiệu quả hơn. Thì hy vọng đó là cái video thứ ba nó sẽ giải quyết vấn đề đó cho các bạn. Trước hết thì chúng ta cũng phải biết được Tecan là gì, công thức ra sao và tác dụng nó như thế nào, cũng như Kijun rồi bên A, bên B và Chiku. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết các bạn.
Thì các bạn đã thấy chúng ta có cái thành phần đó, và đầu tiên chúng ta sẽ vào cái video là tecan. Tecan là gì các bạn? Thì tecan được gọi còn được gọi là một cái đường chuyển đổi, được tính bằng lấy cái điểm trung bình, đường trung bình của cái điểm cao nhất và thấp nhất, cao nhất và thấp nhất chia đôi trong cái kỳ, trong chính cái kỳ hay là khoảng thời gian hoặc là nến trước đó, chính cái nến trước đó. Có nghĩa là sao các bạn? Nếu mà các bạn chọn một cái nến là 1 phút thì nghĩa là 9 phút, hoặc là các bạn chọn cái nến đó là giờ, là 9 giờ, trong khoảng 9 giờ thì chúng ta sẽ lấy cái điểm cao nhất và cái điểm thấp nhất cộng lại chia đôi, đó là điểm trung bình, là ra cái giá trị. Và tiếp tục như vậy, nhiều nến như vậy thì chúng ta sẽ trải qua một đoạn chín nến như vậy thì xét cái điểm cao nhất và thấp nhất như vậy ha. Thì cái lưu ý của người Nhật á, thì người ta coi trọng cái tầm quan trọng của người ta là những cái đường cao, cái điểm cao nhất, hoạt động giá là quan trọng, hoạt động giá mà cao nhất thấp nhất là quan trọng. Còn cái chuyện mà đóng cửa mở cửa người ta không quan trọng. Các bạn không quan trọng cái việc đóng đóng nến hay mở nến, không quan trọng nha bạn. Cái điểm cao của ngọn nến là như các bạn thấy, cái điểm cao nhất của ngọn nến là gì các bạn? Là cái nhu cầu nó được thỏa mãn bởi cái nguồn cung, đúng không ạ? Thì ví dụ bạn thấy thì giá nó tăng lên ở một cái mức cao và sao bạn gặp cái lực bán rất mạnh thì sao các bạn? Cái tất cả những cái nhu cầu đã được thỏa mãn hết, nó được cung cấp hết tất cả như đó thì nó rơi xuống. Thì đó là cái mà ý nghĩa là như vậy. Rồi, tương tự như vậy trong cái gì? Cái điểm thấp nhất là gì? Những cái bán tháo là cái gì bạn? Cái nguồn cung của chúng ta được được hấp thụ hết bởi cái lực cầu. Hấp thụ hết tất cả bởi cái lực cầu. Thì đó là cái điểm thấp nhất. Như vậy điểm cân bằng giữa cái mà cái cực cực đại của cái sự thỏa mãn cũng như là cái sự hấp thụ trong cái chuyện mà nhu cầu thì nó là cái điểm cân bằng. Đấy các bạn. Đây là cái điểm quan trọng nhất trong cái biểu đồ trong Ichimoku. Đó là một cái triết lý xuyên suốt. Triết lý xuyên suốt. Tất cả công thức đều là trung bình, cân bằng, cân bằng, cân bằng. Nó không phải là trung bình nữa mà là cân bằng. Bây giờ người ta gọi là cân bằng chứ không phải trung bình nữa. Mặc dù chúng ta lấy điểm trung bình cao nhất và thấp nhất, nhưng cái điểm trung bình này là thỏa mãn, là cái nơi thỏa mãn được cung và cầu, thỏa mãn được tất cả. Nè các bạn. Thì chúng ta thấy rằng là khi vì vậy cái mức mà trung bình cao nhất thấp nhất trong cái khoảng chính thời gian đó là cái điểm cân bằng của giá, bởi vì nó được xác định cung cầu trên thị trường. Các bạn. Thì cái lưu ý chúng ta thấy là ở trên đây chúng ta thấy chúng ta so sánh một cái đường trung bình thải đơn giản là SMA, symbol MA, và đường số mũ là EMA. Đó, các bạn ở đây các bạn thấy không? Thì các bạn thấy là khi mà có một cái xu hướng thì bạn thấy là về cái chuyện mà biến động giá mạnh thì cái chuyện mà tecan nó sao các bạn? Nó chạy chung với cái hướng của đường SMA cũng như là đường EMA, các bạn thấy không? 9 ngày cũng tương đương 9 ngày. Tuy nhiên thì khi mà cái thị trường nó có một cái hồi phục, cái là nó bắt đầu nó có một cái hồi phục liền, là các bạn thấy bắt đầu hồi phục một vài cái nến, một cái nến sau thôi các bạn thấy là gì? Tecan của chúng ta đi ngang liền. Đi ngang liền. À, các bạn đi ngang liền.
không bạn? Rất nhạy cảm. Và chúng ta thấy cái chuyện đi ngang này nó sẽ biểu hiện cho cái sự tích lũy, không bạn? Biểu hiện cho sự tích lũy. Trong khi đó thì cái SMA vẫn còn đang trong một cái, đang biểu thị trong một cái xu hướng. Đó, bạn bạn thấy không? Khi mà nó đi ngang, TK nó đi ngang một cái là nó biểu hiện cho những sự tích lũy. Không? Tuy nhiên thì sao? Lúc đó SMA và EMA vẫn còn là biểu hiện cho một cái xu hướng đang đi xuống. Đó, các bạn. Chính vì vậy thì cái chuyện chúng ta đang sử dụng TK nó nhạy cảm hơn và nó có khả năng là vì sao? Nhanh hơn. Mặc dù thì bạn thấy cái sự mượt mà có cái sự mượt mà hơn. SMA và EMA có sự mượt mà hơn, các bạn thấy không? Cái di chuyển của màu này, màu xanh với màu xanh lá cây với cái màu màu đỏ thì chúng ta thấy nó có sự mượt mà hơn. Uốn lượn hơn. Tuy nhiên thì thằng TK này nó có sự phẳng của nó. Mà có sự phẳng của nó thì nó biểu hiện cho có sự gì? Tích lũy giá. Hai các bạn. Rồi, thì bạn thấy trong cái hình thì bạn thấy là trong khi mà cái thị trường, xin lỗi, mình đó, thì bạn thấy giá chúng ta tăng lên, bạn thấy giá tăng lên, đây rồi giá tăng lên tới từ cái tháng 2 này, cuối tháng 2 này giảm này, bạn thấy không? Giá tăng lên đến cái ngày 11 tây hả bạn? Tới ngày 11. Có nghĩa là sao bạn? Tới ngày 11 này. Thì cái chuyện TK này đi ngang thì cho thấy lúc này người ta định nghĩa là đang tích lũy, đang tích lũy, giá nó sẽ củng cố, đang tích lũy củng cố. Thì tại thời điểm đó thì giá nó sẽ giảm xuống cái đường cân bằng, các bạn, giá nó sẽ giảm xuống cái đường cân bằng TK này, đó là cái ý nghĩa của đường TK, các bạn. Chúng ta thấy TK nó sẽ đi lên để hỗ trợ giá, để hỗ trợ giá này. Và đối với những cái TK mà chúng ta thấy là có cái chuyện phẳng này, các bạn, nó giống như một cái nam châm hút cái đường giá, hút cái đường giá. Thì có một cái đặc tính là giá này nó không có đi xa TK nào bạn. Cho nên chính vì vậy thì đối với một cái xu hướng tăng thì đối với một cái xu hướng tăng này bạn, một cái xu hướng tăng thì cái TK này nó đóng vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên thì cái hỗ trợ này yếu thôi. Hỗ trợ này yếu, giống như một xu hướng tăng này thì TK này đóng là một cái hỗ trợ mà nó yếu, yếu. Và nó chỉ hỗ trợ trong một cái thời gian rất ngắn. Hỗ trợ trong một thời gian rất ngắn, hả các bạn. Thì trong cái thời gian mà downtrend cũng vậy, trong cái sự giảm giá rồi cũng vậy, xu hướng giảm giá cũng vậy, thì nó cũng là một cái cản, nhưng mà nó sẽ cản yếu và cản của nó sẽ không mạnh trong thời gian ngắn thôi, hả các bạn. Thì chúng ta sẽ để coi những cái hình ở đây chúng ta sẽ hiểu hơn. Các bạn thấy đôi lúc thì chúng ta thấy nè,
Đó. Bạn thấy không? Tê can lúc này là những cái phẳng, những cái tê can đóng vai trò như là hỗ trợ. Khi giá nó sẽ hỗ trợ được giá trong chuyện tăng giá. Tương vậy như cái biểu đồ tiếp theo là cái biểu đồ giảm giá, thì các bạn thấy tê can nó cũng đóng vai trò là gì? Cản đối với giá. Đó các bạn. Tuy nhiên thì nó chỉ đóng vai trò trong cái thời khắc rất là ngắn ngủi, và cái sức mạnh của nó yếu, sức mạnh của nó yếu. Thì những cái tiềm năng mà tăng giá nó đều cản, cũng như tiềm năng giảm giá thì nó đều cản hết. Nó không cao. Thì đôi lúc như các bạn thấy, đôi lúc thì các bạn thấy có những cái À, có những cái có những cái có thời kỳ có một cái tích tắc, thí dụ như các bạn thấy là có những cái thường thường thấy có những cái ngày bạn thấy đây có những lúc nó cái giá thấp nhất, tức là có những cái thời khắc nó xuyên qua giá TK này, thời khắc nó xuyên qua TK này, nhưng cái giá đóng cửa vẫn nằm trên. Đấy, các bạn vẫn nằm trên. Thì cái chuyện mà nó bò lên phía trên cái điểm cân bằng này. Đấy, các bạn. Thì có những lúc nó sẽ gì giao dịch. Thí dụ như các bạn thấy là nếu mà trong ngày, nếu đây là nến daily, các bạn bạn sẽ nhìn thấy đây là nến, nếu mà đây là nến daily thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có những lúc, thí dụ buổi sáng nó có thể thấp hơn TK. Tuy nhiên thì buổi chiều đóng cửa thì nó sao bạn? Nó vượt lên nếu là daily. Còn nếu mà bạn thấy bạn xem đây là đồ thị 1 phút, nếu bạn xem đây là đồ thị 1 phút thì nó khoảng chừng vài giây là nó có thể xuống dưới TK. Tuy nhiên thì đúng 1 phút sau thì nó trên, nó trên cái TK này. Thì lúc này chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp như vậy. Đa phần là vậy ha bạn ha. Rồi chúng ta có đi qua cái phần tiếp theo, đó là cái Kijun. Kijun thì người ta gọi là đường cơ sở, đường cơ sở thì chủ yếu là cái hướng của nó chỉ ra cái hướng của xu hướng. Kijun nó chỉ ra cái hướng của xu hướng, nó đường cơ sở thì nó được tính bằng lấy cái điểm cao nhất thấp nhất cộng lại chia đôi, nhưng trong 26 cái giai đoạn trước đó, hoặc 26 kỳ, hoặc là 26 nến. Bạn đơn giản bạn nghĩ vậy là 26 nến. Nến ở đây mình có thể 1 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, hoặc là cái nến tùy theo cái nến chúng ta suy xét, tức là 12 cái giai đoạn thời gian trước đó. Ê, 26 chứ. 26 cái giai đoạn trước đó. Có nghĩa là Kijun của chúng ta sẽ xét tới 26 cái nến và lấy cái điểm cao nhất, điểm thấp nhất cộng lại chia đôi. Đó các bạn. Thì nó cũng giống như là TK đó, thì các bạn có thể xét tùy theo cái 1 phút hay là khung thời gian nào ha. Thì cái nhà đầu tư không chúng ta thì không nên so sánh cũng như bởi vì bạn thấy TK nó đã có sự khác biệt giữa SMA 9 và EMA 9. Tuy nhiên thì bạn thấy là về Kijun nó còn khác biệt lớn hơn nhiều. Khác biệt lớn hơn nhiều. Cho nên trong cái biểu đồ 2.4 này, mình chuyển qua cái biểu đồ 2.4 này, bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt rất lớn. Đó. Bạn thấy cái biểu đồ 2.4 này nè. Đó. Thì bạn thấy nè. Chúng ta đang có như quan sát thì Kijun thì nó giống như TK, nó sẽ nhạy cảm hơn và quan tâm hơn sự cái di chuyển của đường giá, giống như là mức cao và mức thấp trong 26 kỳ các bạn, mức cao và mức thấp. Thì những cái lúc mà bạn thấy như EMA thì cái lúc này tiếp tục giảm. SMA và EMA 28 26 ngày thì 26 kỳ, 26 nến
thì các bạn thấy nó đang còn suy giảm. Thì trong lúc nó suy giảm này thì các bạn thấy lúc này thì bạn Kijun nó đã phẳng ha các bạn. 9 ngày thì nó không có sự khác biệt mấy. Tuy nhiên đối với 26 kỳ này thì nó khác biệt rất lớn, cho nên chúng ta không thể so sánh, chúng không nên so sánh cái chuyện này. Và để so sánh ở đây chúng ta để thấy sự khác biệt rất lớn ha các bạn. Thì khi mà Kijun đi ngang thì nó giống như là Tekan vậy, nó thể hiện cái sự cân bằng giá. Bởi vì chúng ta thấy khi mà giá giao dịch một dải như này, một dải này có điểm cao nhất và thấp nhất, bạn thấy không? Trong cái khoảng phạm vi là 26 cái nến này, thì khi những cái Kijun này nó đi ngang, những cái Kijun đi ngang thì những cái khoảng nến như thế này, khoảng tí nữa mình sẽ giải thích sau, thì khoảng nến trong cái giai đoạn này, cả cái giai đoạn này, thì các bạn thấy đếm lui lại, thí dụ như giá trị của Kijun ở đây thì nó đếm lui lại 26 kỳ nến thì nó trùng cái điểm cao nhất thấp nhất, nó có trùng cái điểm cao nhất thấp nhất thì những cái giá trị nến này nó sao bạn, đi ngang, Kijun nó sẽ đi ngang, mày hiểu không? Tí nữa mình sẽ giải thích sau cái vấn đề này bạn sẽ dễ hiểu. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta sẽ thấy được là khi mà Kijun nó phẳng ra như thế này thì nó giống như là chúng ta thấy nó giống như một cái thỏi nam châm hút cái đường giá trở lại cái điểm cân bằng đó các bạn. Thì bởi vì cái điểm cân bằng này là cái điểm cân bằng giữa cung và cầu, giữa cung và cầu, đúng không ạ? Giữa cung và cầu. Nếu như các bạn thấy, nếu như những cái phiên phía sau này nó không lập được những cái đỉnh mới hoặc là những cái điểm thấp mới thì cái chuyện Kijun này nó phẳng ra. Thì khi mà Kijun đi ngang thì có một điều là cổ phiếu đó nó sẽ không lập đỉnh cũng như là không tạo ra đáy sâu hơn, không lập đỉnh cao mới. Thì nó có ý nghĩa là củng cố. Các bạn, củng cố. Nha các bạn. Và nó có một cái ý nghĩa nữa mà các bạn cần nhớ, đó là khi mà giá nằm trên Kijun thì nó được coi là trạng thái tăng giá, và nếu giá nằm dưới Kijun thì nó cũng được coi là giảm giá. Các bạn, coi là giảm giá. Thì trong lúc giao dịch thì các bạn thấy là nó giống như là trong cái Tekan thì nhiều lúc nó sẽ có những cái phiên có thời khắc, các bạn có thời khắc đó, nó lún sâu xuống Tekan. Tuy nhiên thì trong cái khoảng thời gian đó hoặc là trong cái lúc đó thì các bạn thấy cái giá, nếu mà giá mà đóng cửa, đóng cái nến đó mà nó thấp hơn Kijun thì cái Kijun đó vẫn còn là đóng cái vai trò gì các bạn, vai trò kháng cự. Hoặc là nếu mà đóng cửa mà đóng cái nến đó mà giá thấp hơn Kijun phẳng thì nó là cái xu hướng giảm các bạn. Chính vì vậy thì chúng ta thấy chúng ta coi cái khi mà đóng nến nha các bạn, còn nó đang giao dịch thì nó không có ý nghĩa nhiều so với nếu mà chúng ta so với những cái Kijun phải đợi đóng nến, đóng cái nến. Các bạn lưu ý cái điều đó thôi. Thì cái câu, tại vì do cái câu là nếu nằm trên Kijun thì được coi là tăng, và nếu nằm dưới Kijun được coi là giảm, thì cái sự tăng và giảm đó phải dựa trên cái chuyện đóng cái nến đó các bạn. Còn cái nến đó chúng ta có thể ngày, daily, có thể là phút hay là giờ gì đó, tùy theo các bạn. Một khi mà giá đóng cửa của Kijun phá vỡ được cái hướng tăng, nghĩa là một khi mà giá đóng cửa mà nằm trên cái Kijun thì đang trong cái đà tăng đó, thì nó được phá vỡ cái cản đó, hiểu không bạn? Phá vỡ cái cản đó. Hoặc là các bạn thấy là khi mà giá đóng cửa nằm dưới cái Kijun thì nó được gọi là xu hướng giảm bắt đầu. Thì như vậy thì chúng ta thấy những cái thành phần Ichimoku với nhau là một câu chuyện
phối hợp những cái thành phần tecan và kijun với nhau, thì đó là cái video tiếp theo. Mình chỉ khai thác những cái thành phần rời rạc hiện nay. Thì video, cái hình tiếp theo đó là cái hình 2.5. Đấy, hình 2.5. Thì các bạn thấy, chúng ta thấy là nếu giá nhúng xuống kijun theo cái hướng tăng, các bạn xem, bạn theo ở đây này, giá này, nhúng xuống dưới kijun luôn, nhưng mà theo cái hướng tăng. Thì tuy nhiên mà nếu mà giá đóng cửa mà nằm phía dưới kijun, thì chúng ta thấy là có khả năng là nó sẽ đi xuống. Còn hiện nay mà nếu mà ở đây nó vẫn còn đóng vai trò hỗ trợ bởi giá đóng cửa nó nằm trên kijun đó, các bạn vẫn nằm trên kijun đó. Và cho khi đến khi mà giá mà nằm dưới kijun này, thì chúng ta mới bắt đầu ra bạn nghĩ đến cái chuyện mà giảm điểm, xu thế giảm điểm. Thì các cái kijun đóng vai trò như là hỗ trợ mạnh cho giá trong mỗi xu hướng tăng, thì nó cũng là cái sức cản, mức cản đối với cái xu hướng giảm. Kijun này là mạnh hơn tecan, và nó thường xuyên là sử dụng cho cái hỗ trợ cũng như là kháng cự đối với cái xu hướng giá. Thì có một cái đặc điểm là giá nó sẽ không đi quá xa với kijun nha bạn. Kijun nó phải có một cái sự liên hệ, quan hệ mật thiết với cái độ cao của kijun. Đó là kijun nó sẽ có quan hệ mật thiết với giá bạn. Thì bởi vì giá nó sẽ không đi quá xa kijun đâu. Thì một lần nữa hãy nhớ, tôi nhắc lại một lần nữa cho các bạn, thì hãy nhớ rằng là bây giờ mình chỉ cần nhớ rằng là kijun là đại diện cho sự cân bằng. Mình chỉ cần nhớ kijun đại diện cho sự cân bằng, và sự cân bằng đó nếu kijun phẳng ra, đó là sự cân bằng rất mạnh các bạn. Thì giá nó phải luôn luôn đồng bộ và có mối quan hệ với cái sự cân bằng này. Bởi vì sao? Bởi vì những cái chỗ cân bằng đó là nơi mà cung cầu được cân bằng, cung và cầu được cân bằng ở những cái thời điểm như vậy. Thì chúng ta hãy xem cái hình 2.5 để biết được cái hoạt động của kijun nó giống như một cái thỏi nam châm như thế nào. Thì bạn thấy là sau một cái xu hướng sau một cái xu hướng giảm điểm, phải không bạn? Rồi bạn thấy thấy một cái chuyện mà chúng ta thường thấy là có một cái sự sau một cái xu hướng giảm điểm này, bạn thấy sau một cái xu hướng giảm điểm thì bạn thấy có một cái lực mà có một số sự kiện xảy ra để mà kích hoạt cho cái vùng mua đó bạn. Ví dụ giá rẻ quá hoặc là tin tức hay gì đó nó sẽ đưa ra và nó sẽ làm cho cái sự mua bán của chúng ta hay là lòng tham của chúng ta nổi lên, và lòng tham của các nhà đầu tư khác nổi lên và chúng có một cái lực mua, phải không bạn? Thì điều này nó được thể hiện ở giữa biểu đồ, bạn thấy không? Đây, các bạn thấy ở đây, ngay chỗ này. Khi mà giá nó giảm thì cái chuyện mua lên nó tăng lên. Có một cái nguyên lý gì đó, một nguyên nhân gì đó nó sẽ có cái lực mua, và sự gia tăng cái nhu cầu này dẫn đến giá tăng trong một khoảng thời gian dài. Bạn thấy giá nó sẽ tăng trong một khoảng thời gian rất là dài sau đó, các bạn. Thì tới như là giá thì khi mà giá tăng như vậy thì lúc đó kijun nó sẽ phản ứng với tới giá. Khi mà giá tăng lên cao như vậy thì kijun nó sẽ phản ứng với cái giá của mình. Và từ 20 bạn thấy không, nó phản ứng bởi vì sao các bạn? Bởi vì liên tục tăng nó tạo ra những cái gì? Khi mà giá nó phá những cái đỉnh mới thì các bạn thấy là kijun của chúng ta cũng đã phản ứng với nó và nó gia tăng.
Và tới 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 đây 11 tây tháng 7, tới khoảng 11 tây tháng 7 này thì nó không tạo ra cái đỉnh cao mới nữa. Và lúc này thì chúng ta thấy Kijun chúng ta đi ngang. Vậy lúc này chúng ta Kijun đi ngang. Và Kijun của chúng ta đã phẳng ra. Đấy các bạn. Thì khi mà Kijun này đi ngang có nghĩa là bạn hiểu là về giá của chúng ta sẽ không có những cái đỉnh cao mới được, không tạo ra được những cái đỉnh cao mới. Thì Kijun nó sẽ phẳng ra và nó khi mà nó phẳng ra nó sẽ bắt đầu hút cái giá trở về các bạn. Thì nó hút cái giá này trở về cái điểm cân bằng, bởi vì bởi vì mình sẽ thấy rằng là cái chuyện giá nó sẽ khó đi xa, khó đi xa cái Kijun này các bạn. Thì có một cái kịch bản hoặc là một cái suy nghĩ hoặc là một cái ý kiến là khi mà chúng ta sẽ ngừng kinh doanh, ngừng kinh doanh, một là ngừng kinh doanh nghĩa là chúng ta có thể thoát ra khỏi cái cổ phiếu này, nghĩa là chúng ta có thể bán đó bạn, bán hoặc là chúng ta có thể short sale cái cổ phiếu này khi mà cái đường giá này nó mở rộng so với Kijun, mở rộng hơn so với Kijun, nghĩa là nó cách xa Kijun, cách xa Kijun. Thì những cái điều mà khi mà nó cao quá, cách xa quá Kijun thì thường thì sau đó nó sẽ có những cái tổn thất nếu mà chúng ta có vẫn còn cầm cái mã cổ phiếu như vậy. Thì để tránh thiệt hại trong cái chuyện dao động giá thì chúng ta có thể thoát ra ngoài khi mà giá nó cách xa Kijun quá. Thì hình 2.7 này, hình 2.7 này chúng ta sẽ, bạn thấy ở đây ha, sẽ có cái sự hút giá của mình. Đây, khi mà giá cách xa, khi mà nó đang phẳng quá, giá cách xa cho Kijun này thì bạn thấy nó cũng hút cái đường giá của mình gì đi lên lại. Đi lên lại Kijun ha. Thì đối với cái hình 2.7 này thì cái bạn sẽ thấy một cái sự tăng giá nhanh chóng, các bạn thấy nhanh giá, tăng giá rất là nhanh chóng. Thì cái chỗ này nó giống như là bất cứ ai trên cái thị trường chứng khoán thì đều mong muốn chúng ta, cái điều mong muốn của chúng ta có một cái lợi nhuận khoảng từ 28 đến 30% trong một cái thời gian ngắn vài tuần các bạn. Thì đây là cái sự mong muốn của rất nhiều nhà đầu tư các bạn. Thì bây giờ bạn bạn giả dụ như là cái sự mong muốn này mà đồng loạt số nhiều nhà đầu tư quyết định lấy cái lợi nhuận đồ đó thì bạn hãy xem cái nơi mà giá cổ phiếu đi tới là tới đâu, đúng không? Thì nó sẽ xuống cái điểm cân bằng giá của nó. Tôi lấy ví dụ như ở cái mã này các bạn thấy cái khoảng này cũng khoảng cỡ gần 30%, gần 30%. Thì cái chuyện mà tăng giá từ đây lên đây thì cái chuyện đó là các bạn thấy là đó là cái sự mong muốn rất lớn của đa phần các nhà đầu tư. Thì cái Ichimoku cho phép nhà đầu tư có cái nhìn trực quan để mà dự đoán cái sự cân bằng giá dựa vào Kijun. Các bạn dễ thay đổi. Đó, bạn thấy sự cân bằng giá này có sự thay đổi lên hoặc xuống. Các bạn thấy không? Đây nó lên. Có khả năng là xuống, bạn thấy đây nó xuống, sự cân bằng giá của nó xuống. À, nghĩa là chúng ta có cái nhìn trực quan, điểm cân bằng nó sẽ thay đổi theo thời gian. Trực quan. Và vì chúng ta hiểu rằng Kijun là cái mức trung bình của thấp nhất và cao nhất trong cái giai đoạn 26 ngày.
thì chúng ta dễ thấy trong 26 ngày kỳ trước đó có cái mức cao nhất và mức thấp nhất, thì điểm cân bằng giá gọi là trung bình. Thì có nhà có thể mình bạn có bạn có thể nhận thấy được cái biểu đồ với hai cái tham số có sự thay đổi đó. Thì chúng ta có thể dự đoán nó. Ở đây chúng ta sẽ hiểu cái này sẽ hiểu rõ hơn vấn đề về cái sự thay đổi của cái Joule. Nếu bạn 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 làm bạn hiểu rõ được cái sự thay đổi của cái Joule thì bạn mới thực sự hiểu nó khi nào nó thay đổi cái điểm cân bằng. Các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta đang thấy nè, đang thấy có sự cân bằng giá. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy nó sẽ đi lên hay đi xuống? Để chúng ta thấy là cái điểm cân bằng của chúng ta đi lên. Nếu mà cái điểm cân bằng của chúng ta đi lên thì chúng ta thấy là cái điểm hỗ trợ của chúng ta sẽ đi lên. Thì cái xu hướng giá của chúng ta sẽ gì? Sẽ có gì? Đi theo đi lên. Đó. Thì bạn có thể đếm ngược nè. Bạn có thể đếm từ đây về đây. Đó, là 26 ngày. Thì cái ngày nè, cái ngày thứ 26 này trước đó thì nó nằm ở đây. Thì cái điểm thấp nhất ở đây, đúng không? Đấy là điểm thấp nhất ở đây và cái điểm cao nhất ở đây. Đó, các bạn. Thì trong những cái phiên này nè bạn, trong những cái phiên này nè. Trong tất cả những cái phiên này. À, trong tất cả cái phiên từ phiên này thì tất cả những cái phiên này là gì? Nó có trùng một cái điểm cao nhất ở đây và cái điểm thấp nhất ở đây. Chính vì vậy nó phẳng. Ví dụ như phiên này thì cái điểm mà 26 nến trước đó thì nó cách ở đây một cái nến không? Đúng không? Nếu chưa có cái nến này thì bây giờ nó có cái nến này đúng không? Bạn đếm phải nó ra đây không? Ra đây không? Không? Thì chính vì vậy thì lúc này cái điểm gì? Thấp nhất cũng đây mà điểm cao nhất cũng đây. Chính vì vậy cái kỳ dư lúc này nó phẳng ra. Nó trùng cái điểm cao nhất và thấp nhất. Và tương tự cái đó. Cứ dời cái này vào đây thì cái điểm gì? Cái điểm này cũng dời về đây. Thì khi mà dời càng về dời về đây thì cái điểm cao nhất và điểm thấp nhất vẫn ở đây. Chính vì vậy thì Kijun nó đang phẳng. Nhưng bạn hãy tưởng tượng ngay tại điểm thời này là ngay cái chỗ mà đúng cái ngày mà cái điểm rơi trúng cái điểm thấp nhất ở đây. Như vậy tiếp theo một cái nến thì cái điểm thấp nhất của chúng ta đi lên. Đúng không? Tiếp theo một cái nến nữa. Nếu mà tiếp theo một cái nến nữa thì điểm thấp nhất của chúng ta ở đây rồi. Không còn ở đây nữa. Thì cái điều chắc chắn rằng Kijun của chúng ta sẽ đi lên. Đúng không ạ? Nghĩa là chúng ta dự đoán cái ngày hôm sau thì chúng ta thấy là Kijun của chúng ta sẽ đi lên. Đúng không ạ? Khi mà Kijun của chúng ta đi lên. Thì chúng ta sẽ có điều gì? Khi mà chúng ta Kijun của chúng ta, bạn thấy không? Đi lên. À, bạn thấy đi lên. Bạn thấy đi lên. Thì có một điều chắc chắn là move up. Thì cái chuyện mà Kijun chúng ta đi lên là do cái gì các bạn? 26 kỳ trước đó, phải không bạn? Có cái điểm thấp nhất đi lên. 26 kỳ trước đó đi lên. Thì ở đây chúng ta ai cũng mong đợi cái điểm hỗ trợ của mình được đi lên hết. Thí dụ như bạn thấy mua ở một cái mức thấp rồi cái điểm hỗ trợ của chúng ta dời lên. Ví dụ chúng ta mua ở một cái mã cổ phiếu nào đó 80.000 và sang một tháng sau nó lên 100 và cái điểm hỗ trợ của chúng ta đang từ 70, chúng ta dời lên 90 thì rất là tốt. Điểm hỗ trợ sẽ dời lên trên. Thì cái, giống như cái điểm cân bằng giá của chúng ta sao bạn? Đi lên trên thì chắc chắn chúng ta sao bạn? Có mức lợi nhuận. Có mức lợi nhuận. Thì đến khi nào mà cái điểm cân bằng giá nó vượt qua cái điểm mà mình mua thì chúng ta chắc chắn có lãi. Đó là bạn đã hiểu. Bạn đã hiểu đó là cái hướng đi của Kijun. Là cái ngày thay đổi không? Kỳ biến đổi, giống như cái kỳ biến đổi, nó tương tự như chúng ta ghép sóng vậy. Ha. Thì nếu phân tích tương tự như vậy,
thì cho cái xu hướng giảm giá thì các bạn cũng thấy như hình 2.10 đây, thì bạn thấy là Kijun lúc này đang phẳng, các bạn. Thì ở đây chúng ta đang xét đây thì đang phẳng này, không bạn. Thì bây giờ mình không biết là nó lên hay xuống, thì bạn thấy là đếm ở đây thì cái cây nến mà này là cái nến cao nhất là cái cây nến 26, cách nhau 26 cây nến, thì cái cây nến này là cây nến độ cao nhất. Như vậy thì cái nến phía sau này là độ cao nó giảm xuống. Khi mà độ cao nó giảm xuống thì sao bạn? Đường trung bình của nó sẽ giảm xuống. Và khi mà đường trung bình giảm xuống thì chúng ta thấy cái điểm cân bằng của chúng ta sẽ giảm xuống. Điểm cân bằng của chúng ta giảm xuống. Đúng không ạ? Thì cái điểm cân bằng của chúng ta giảm xuống thì cái vai trò kháng cự của chúng ta cũng dời xuống luôn. Thì các bạn thấy thực tế trong cái giai đoạn đó, giai đoạn này nè bạn, giai đoạn này nè, sang ngày hôm sau nè bạn thấy không, là nó đã giảm xuống, không. Tại vì cái điểm điểm cao nhất chúng ta dời xuống, bạn. Điểm cao nhất dời xuống, mặc dù cái nến này có thể tăng hay giảm không quan trọng nữa, thì chúng ta thấy là nó có một cái xu thế, cái hướng của chúng ta vẫn còn đi xuống. Trong 26 ngày sắp tới thì cái chuyện cái kijun của chúng ta đi xuống. Thì lúc này chúng ta đang có một cái cản hoặc là cái kháng cự đối với cổ phiếu này thì nó đang đi xuống. Đang đi xuống. Hoặc là cái hướng của cái xu hướng này và đi xuống. Như như trong cái lý thuyết. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta lại có một cái tác dụng nữa đối với Kijun, đó là chúng ta đặt điểm dừng lỗ. Chúng ta có thể dùng Kijun để đặt điểm dừng lỗ. Thì đối với Kijun thì thường được sử dụng như là chúng ta có thể đặt được cái điểm dừng lỗ trong trong kinh doanh của chúng ta. Thì thí dụ như các bạn thấy nếu mà giá đang đang tăng, mình có thể mua, nhưng mà mình đặt khi mà giá nó sao mà đóng cửa nằm phía dưới Kijun, thì chúng ta sẽ cắt lỗ, cắt lỗ, cắt lỗ, cắt loss nữa, không bạn. Thì bạn phải đặt, thì cái kỹ thuật mà đặt điểm dừng lỗ là sao bạn? Phải sao? Có một cái khoảng trống nhỏ, có vùng đệm á, cái vùng đệm nằm phía dưới Kijun này, không? Thế thay vì bạn thấy có thể mua ở đây nha, nếu bạn mua ở ở ngay chỗ cái vùng giá này thì bạn sẽ đặt cái điểm dừng lỗ thoát ra khỏi cái mã cổ phiếu này, thì không phải là nằm ở ngay chỗ Kijun đâu, mà nó nằm ở phía dưới chút xíu, nằm phía dưới chút xíu, thì cái chỗ chút bao nhiêu thì tùy theo các bạn thôi, các bạn có thể cộng thêm vài phần trăm hay là bao nhiêu đó tùy các bạn ha. Thì cái tác dụng của chúng ta là có thể là cái nơi để căn cứ vào đó để đặt điểm, cái điểm dừng lỗ đó. Thì cái này là cái chỗ mà chúng ta để mà chúng ta đặt được cái thiết lập dừng lỗ. Thì các bạn thấy nè, khi cổ phiếu tạo ra một cái mức cao mới trong 26 nến thì Kijun sẽ bắt đầu tăng lên. Thì luôn luôn Kijun nó sẽ tăng lên, đúng không bạn? Điều này cho phép cái nhà đầu tư di chuyển được cái điểm dừng lỗ lên phía trên. Đó là cách tốt nhất. Vậy khá là nó gọi là khá là động. Thì nó làm cho chúng ta có những cái tiềm năng kinh doanh của chúng ta, nó hòa vốn. Tôi lấy ví dụ như các bạn thấy nếu mà chúng ta đặt mua ở đây, đúng không, thì chúng ta sẽ bắt đầu sao đặt điểm dừng lỗ ở đây, có một đoạn này. Và ngày hôm sau thì các bạn thấy là nó phá đỉnh rồi, các bạn thấy Kijun nó đi lên. Kijun nó đi lên thì bạn thấy chúng ta lại, khi mà đi lên chúng ta lại đặt một cái đường dừng lỗ lên đây. Đến khi nào? Đến khi cái điểm dừng lỗ này nó vượt qua cái điểm mình mua, thì các bạn thấy cái điểm mua là bạn vượt qua cái điểm hòa vốn của bạn. Đúng không? Thì nó cho phép chúng ta các nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Thì khi mà giả sử như cái địa như giá nó về điểm cân bằng thì chúng ta vẫn có lãi. Thì chính vì vậy thì chúng ta dựa vào cái dựa vào Kijun để chúng ta nâng cái điểm
dừng lỗ của ta, cắt lỗ của chúng ta, điểm cắt lỗ của chúng ta nếu mà bằng với cái giá mua, cái điểm mua, thì chúng ta thấy chúng ta đã hòa vốn, và nếu vượt qua thì chúng ta sẽ có lợi. Thì nếu mà giá nó vòng về thì chúng ta đã có lời. Nếu chúng ta cắt lỗ thì chúng ta vẫn có lời. Mặc dù đó là cái phương thức cắt lỗ nhưng nó đã có lời ha các bạn. Thì như các bạn thấy, nếu nếu ở đây thì giá bạn thấy không? Giá nó sẽ vượt qua nó vượt qua Kijun, và chúng ta đặt cái điểm dừng lỗ ở đây, thì khi mà nó cán qua thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ stop loss, thoát ra ngoài khỏi thị trường luôn. Và chúng ta thấy khi mà thoát khỏi thị trường này thì sau đó nó sẽ có những phiên giảm điểm, pullback trở lại thì nó cũng gặp cả nó cũng khó có thể vượt qua. Dù vậy đó thì nó cũng khá an toàn trong cái việc trading của mình. Thì cái lưu ý tiếp theo, ở đây chúng ta sẽ đặt điểm dừng lỗ phía dưới, cho phép nhà tư mình khóa được cái lợi nhuận trong cái tiến trình kinh doanh diễn ra. Từ đây lên đây khóa được cái lợi nhuận này luôn, setting được cái stop out của chúng ta, tối đa hóa được cái lợi nhuận của chúng ta được trong cái việc điều chỉnh về những cái hỗ trợ, và chúng ta đặt điểm cắt lỗ. Và khi cắt lỗ đó mà nó trên cái vùng giá mình mua một đoạn dài thì chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận khá là lớn. Thỉnh thoảng thì có một vài cái trường hợp là khi giá tạo ra một cái khoảng trống, cái điểm dừng lỗ mà bạn đặt ra phía dưới luôn các bạn, thì không có nhiều nhà đầu tư nhận ra làm điều đó, nhưng các bạn sẽ phải đóng cái tài khoản kinh doanh đó, chuyển sang cái kỳ kế tiếp các bạn. Thì đôi lúc thì các bạn thấy là khi khi mà giá nó cũng có khả năng là phía dưới, các bạn giao dịch phía dưới cái điểm dừng lỗ mà bạn đặt ra đó, nó tạo ra một cái khoảng trống giá và nằm dưới cái điểm dừng lỗ của chúng ta đặt ra đó, thì chúng ta cũng nên mạnh dạn cắt lỗ hay gì đó, thoát ra khỏi cái giao dịch đó để chúng ta có thể chuyển sang cái vùng kinh doanh khác. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái chủ đề tiếp theo, đó là cái chủ đề nói về cái đám mây thôi, đám mây các bạn. Thì cái đám mây, chúng ta thấy mây, thì cái mây được là thực sự ra được hiểu là một cái trung tâm trong cái hệ thống Ichimoku này. Mây là trung tâm luôn các bạn, trung tâm luôn ha. Thì các bạn thấy mây là cái điểm giống như tâm của một cái vòng tròn. Nó được tạo ra bởi hai cái thành phần riêng biệt, đó là Span A và Span B, hay 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 gọi là Span Q, Span QA, Span QB. Thì trước tiên chúng ta sẽ xét từng cái thành phần của luận riêng theo từng cái thành phần của Span A, Span B, rồi chúng ta sẽ nói tới cái thành phần của từng kết hợp lại thành những cái đám mây, cái tác dụng của từng đám mây. Thì như các bạn đã làm quen với cái công thức của Tecan và Kijun thì thật ra bạn sẽ dễ hiểu bên A và bên B thôi. Bên A thì bên A nó đơn giản như là mình sẽ lấy cái giá trị của Tecan và Kijun cộng lại chia đôi. À, bây giờ là bên A nó sẽ lấy Tecan và Kijun cộng lại chia đôi, và nó lấy giá trị đó nó dời lên phía trước 26 ngày. Nó dời lên phía trước 26 ngày. Như vậy cái ngày kế bên này thì nó là cái giá trị gì? Cộng lại chia đôi của ngày hôm trước. Cứ vậy, dời lại. À, bạn hãy tưởng tượng nó cứ dời lại như vậy. Thì các bạn thấy là trung bình của hai thành phần Ben A là trung bình của hai thành phần mà là Tecan và Kijun của 26 ngày trước, đúng không? 26 ngày trước.
mà đưa lên về tương lai, đưa tới tương lai 26 ngày. Nghĩa là nếu mà chúng ta hiểu một cách là ở đây, trên hình dễ hiểu lắm. Mình đưa hình là bạn sẽ hiểu nè. Thí dụ như bạn thấy nè, đây là cái điểm của gì? Spena, đây là cái điểm của Spena. Thì nó được tính toán bởi giá trị Kijun và Tekan cộng lại chia đôi. Hay nói một cách khác là Kijun và Tekan ở cái hiện tại này nè, cộng lại chia đôi thì được một giá trị, và cái giá trị đó đưa tới tương lai 26 ngày. Tới tương lai 26 ngày thì nó ra giá trị của bên A. Bạn dễ hình dung không? Bạn cứ tưởng tượng như vậy thì bạn thấy là Spena là một điểm được tạo ra ở tương lai 26 ngày bởi một cái giá trị trung bình của Tekan và Kijun. Đúng không? Thì nếu mà Spena này mà đang tăng, có nghĩa là tăng lên, thì tất nhiên là sao bạn? Thì cái điểm trung bình của hai hàng này sao bạn? Tăng lên. Thì bản chất là gì? Bản chất của chúng ta thấy là bên A luôn luôn chạy nhanh hơn bên B. Mà nếu đang tăng như vậy thì sao bạn? Thì đó là một cái gì? Bullish, là cổ phiếu tăng. Và nếu mà cái bên B đang giảm thì đó là một cái trạng thái giảm giá. Đó các bạn, một trạng thái giảm giá. Thì đối với bản thân cái Bena thì nó cũng là một cái đóng một cái vai trò, đó là hỗ trợ Bena này. Cái này Bena nằm trên thì đây là cái mây tầng, cho nên Bena cũng đóng một cái vai trò giống như một cái hỗ trợ vậy. Bản thân Bena cũng vậy, tương tự như vậy thì nó cũng đóng một cái vai trò giống như là kháng cự vậy các bạn. Bên B cũng là một cái kháng cự. Các bạn thấy nó cũng đóng một cái vai trò giống như một cái kháng cự. Riêng bên A thì riêng bên A này nó đóng một vai trò kháng cự đối với cái xu hướng đi xuống. Và nó đặc biệt quan trọng nếu mà nó phẳng ra. Thấy không bạn? Nói chung là trong Ichimoku này, cái gì phẳng ra là cái đặc biệt là nó mạnh. Ví dụ như bạn thấy chỗ này, những cái band B mà phẳng ra là cái chỗ đó rất là mạnh. Cản và hỗ trợ nó cũng khá là mạnh. Bây giờ mình chuyển qua cái Senku band B. Bạn. Thì tương tự như vậy thì chúng ta như thế này, chúng ta dễ hiểu. Spend B hay là Senku band B thì nó là một cái thành phần của Kumho được tính bằng cái giá cao nhất và thấp nhất trong 52 ngày, trong 52 cái nến hay 52 giai đoạn. Thay vì các bạn thấy là Chiku là 26 thôi, còn cái này lấy dài hơn lấy 52 kỳ là gấp đôi. Nhưng khi mà được cái giá trị đó, nó cũng dời về tương lai 26 ngày. Về tương lai là dời về phía trước đồ thị là 26 kỳ. Các bạn. Thì về cơ bản đó là sự cân bằng giá của 52 kỳ. 52 cái khoảng thời gian, nhưng nó được đưa về tương lai. Nó bị đưa về tương lai 26 ngày. Không? Thì như bạn thấy nè, phải ở đây, nếu mà chúng ta thấy ở ngay chỗ này, đúng không? Thì chúng ta có thể đếm về đây là 52 cái nến. Và cái điểm gì bạn? Cái điểm thấp nhất trong 52, cái điểm cao nhất nằm trong 22 nến đó là cái điểm này. Và cái điểm thấp nhất trong 52 nến đó là cái điểm này. Cộng lại chia đôi
ra cái giá trị này các bạn, ra cái giá trị này. Ha, các bạn cộng từ đây với giá trị này chia đôi thì nó ra giá trị đâu đây nè. À, nó đây chia đôi đâu đây nè. À, một nửa nè ha. Thì lúc đó là ngay chỗ này nha các bạn. Thì nó ra chỗ này. Nhưng chỗ này là cái giá cái điểm thôi chứ nó không phải là bên B thì cái, nhưng nó dời về phía trước 26 ngày trên biểu đồ. Bà hiểu không? Nghĩa là nó cũng giống như TK và Kijun. Tuy nhiên nó một cái kỳ dài hơn, đó là 52 cái kỳ và nó dời lên phía trước, bên B nó dời lên phía trước 26 ngày. Thì một lần nữa để làm rõ hơn thì giá trị bên B này thì chúng ta coi cái hình hình đó thì chúng ta sẽ dễ hình dung ra được, đúng không ạ? Có cái này cũng dễ hiểu nha. Tôi nhắc lại, tôi lấy ví dụ như cái giá trị span của NB hiện tại ở đây thì nó là cái giá trị cao nhất và thấp nhất trong từ cái nến hiện tại này trở về phía sau này 52 cái nến. À, thì nó lấy cái nến cao nhất và thấp nhất này cộng lại chia đôi và được một cái giá trị, không cộng lại chia đôi lúc này là ra một cái giá trị và nó xét từ cái điểm hiện tại này nó dời lên phía gì, phía trước này 26 nến các bạn, 26 nến. À, dời lên phía trước 26 nến thì cái chỗ này tại sao từ đây nó gập xuống, xin lỗi nha, cái điểm 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 trung bình nó nằm ở đây mà. Thì sao nó gập xuống như thế này các bạn? Bởi vì các bạn điểm cao nhất của chúng ta đang nằm ở đây, nó gập xuống điểm cao nhất ở đây, thấy không? Bạn thấy không, gập xuống này. Thì nếu mà cái nến này dịch lại cái nến này một cái thì các bạn thấy không, thì cái điểm span bên của bên B của chúng ta nằm ở đây, bên B của chúng ta nằm ở đây, tại vì điểm cao nhất chúng ta nằm ở đây và điểm thấp nhất ở đây thì chắc chắn cái điểm trung bình sao bạn sẽ nằm cao hơn cái điểm trung bình hiện tại. Chính vì vậy thì span B chúng ta có cái sự khác biệt ở đây đó. Bạn hiểu không? Đó, nó hơi khó hiểu chút xíu nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ biết được cái cách thức vận động của các cái hệ thống Ichimoku này. À, thì bây giờ thì đây chúng ta sẽ hiểu được cái tác dụng của Senkubi B. Thì nếu mà Senkubi B mà tăng lên, bên B tương lai này nè mà tăng lên thì nó được coi là cổ phiếu tăng. Thì mặt khác thì cái khác đi, đó là cái mặt khác thì nếu mà bên B giảm, bên B trong tương lai này, cái bên B này lúc này mà giảm thì sao bạn? À, cổ phiếu này được xem là giảm, là giảm. Bởi vì gì bạn? Bởi vì trong vòng 52 ngày phía trước này nữa đi lên thì nó xu hướng của chúng ta đang gì, giảm. Bởi vì đỉnh của chúng ta sao bạn, đi xuống hoặc là đáy của chúng ta bị phá thì nó dẫn tới span B của chúng ta suy giảm. À, thì nó giống như bên A, bên B hiện tại cũng có cái sự hỗ trợ kháng cự. À, các bạn như hình 2022.17 thì các bạn thấy nó cũng là cái hỗ trợ và kháng cự. Và đặc biệt nếu mà cái bên B này mà phẳng thì nó là hỗ trợ và kháng cự rất mạnh. Các bạn bạn thấy ở đây hỗ trợ, các bạn hỗ trợ và chúng ta thấy nó sẽ đóng vai trò kháng cự. Bên B lúc phẳng này nó sẽ đóng vai trò kháng cự, các bạn kháng cự. À, nhất là những cái lúc bên B phẳng ra. À, các bạn. Bởi vì sao bạn? Nó đặc biệt mạnh lắm. Đặc biệt mạnh. Bởi vì nó là điểm cân bằng nhưng ở một cái thể dài hạn. À, cái khung thời gian dài hạn hơn. Đó các bạn. Rất dài hạn. Như vậy thì chúng ta thấy nếu bên B và bên A, ở bên B mà phẳng ra thì những cái chỗ đó hỗ trợ và kháng cự đôi khi nó sẽ mạnh hơn những cái kijun, bởi vì chúng ta thấy
Đó là một cái khoảng thời gian khá là dài. Bên A kênh B cũng cho ta biết những cái xu hướng, nếu như chúng ta phối hợp bên A với bên B thì chúng ta cũng cho chúng ta biết xu hướng được. Thì nếu như bên A nằm trên cái bên Q bên B được xem là cái xu hướng tăng, và bên A nằm dưới cái bên B thì cũng được coi là cái xu hướng giảm, bởi vì cái điểm trung bình của Tecan và Kijun sao bạn nằm phía dưới cái đường cái điểm cân bằng giá các bạn, điểm cân bằng giá. Thì lúc này cái lý do điều này rất đơn giản, tại vì Ben A là một cái chỉ số trung bình nhanh hơn so Ben của Ben B, đúng không ạ? Bạn thấy lúc nào nó cũng nhanh hơn Ben B hết. Như vậy khi mà một cái cổ phiếu tăng thì cái Ben của A có giá trị cao hơn một cái chậm thì giá, và ngược lại thì khi giá nó giảm thì cái Ben A lúc nào nó cũng chậm, cho nên chính vì vậy thì nó sẽ nằm ở dưới. Bên B lúc nào cũng chậm hơn bên A, chính vì vậy cái thằng nhanh nó sẽ nằm phía dưới cái bên A, bên B. Bởi vì bên B lúc nào cũng di chuyển sau hết, chính vì vậy thằng nhanh nếu nằm dưới thằng chậm thì nó là một cái xu hướng giảm, và nếu thằng nhanh nó nằm phía trên cái thằng chậm, bởi vì chậm nó sẽ phản ứng sau, chính vì vậy thì nó là một cái xu hướng. Chúng ta dựa vào vị trí Spena và bên B cũng có thể biết được xu hướng. Thì bây giờ chúng ta chuyển qua cái tác dụng khi mà Spena và bên B hình thành ra cung hô, nó sẽ có tác dụng như thế nào, hình thành ra mây các bạn. Thì bây giờ cái đám mây thì nó được hình thành giữa Spena và bên B, thì nó cùng nhau hình thành ra một cái đám mây các bạn, đúng không? Thì cái vùng giữa này được tô, đúng không bạn? Bên A và bên B hình thành ra một cái đám mây này, được tô bóng và thể hiện được cái vùng khả năng hỗ trợ và kháng cự. Một cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Như vậy, đối với, hồi nãy chúng ta xét tới từng cái gì bạn? Từng cái gì? Từng cái bên A và từng cái bên B. Thì bên A và bên B đều có hỗ trợ và kháng cự, nhất là tại những cái thời điểm phẳng. Thì bây giờ hai thằng này phối hợp lại với nhau thì nó trở thành một cái đám mây. Đám mây được tô. Thì nguyên cái đám mây này nó cũng là hỗ trợ và kháng cự, nhưng mà tùy theo từng trường hợp, thí dụ như chúng ta thấy cái đồ thị giá của cái hình 2.19, đồ thị giá Sun TV này, thì cái mây này lúc này nó đóng vai trò hỗ trợ các bạn. Bạn thấy mây lúc này đóng vai trò chợ, khi giá nó chạm vô cái mây này nó tăng lên, giá chạm mây tăng lên, giá chạm mây này nó tăng lên. Đấy không? Bạn thấy không? Thì cả cái đám mây này nó là hỗ trợ, tại vì bản thân các bạn thấy là bên A cũng là hỗ trợ mà bên B cũng là hỗ trợ, thì cái vùng này là cái vùng hỗ trợ luôn, một cái vùng hỗ trợ luôn. Thì cái tiếp theo là cái trường hợp hình kháng cự. Thì các bạn thấy là mây này nó lúc này nó đóng một cái vai trò là kháng cự. Các bạn, giá đi lên nó gặp kháng cự và nó giảm xuống. Nguyên cả đám mây, cái vùng tô đó. Thì trong mây nó cho chúng ta biết được xu hướng. Nếu mà chúng ta nhìn mây tương lai này, chúng ta biết được xu hướng. Thì nếu giá ở hiện tại này nằm trên cái mây, các bạn, nếu giá nằm trên mây thì cái xu hướng này được gọi là xu hướng tăng, mà nếu giá nằm dưới mây thì nó được gọi là xu hướng giảm, các bạn. Thì nếu giá hiện tại nằm trong mây luôn, có những lúc mà nằm trong cái mây này thì nó được xem là tích lũy hay là củng cố, các bạn. Và cái quan trọng nhất cũng ít tài liệu đề cập tới là cái vùng xoắn mây này. Vùng xoắn mây này nó sẽ thay đổi như thế nào, thì chúng ta sẽ làm việc cái đó như thế này. Thì tại một cái thời điểm trong một cái xu hướng thì cái phương trình mà cung cầu của chúng ta, bạn, phương trình cung cầu của chúng ta sẽ thay đổi, đúng không? Tại vì nếu mà cầu nhiều hơn thì nó sẽ tăng, rồi cung nhiều hơn nó sẽ giảm, thì cái phương trình của chúng ta nó sẽ thay đổi theo những cái pha đảo ngược
khác nhau, thì nếu mà lệch lệch cung cầu thì chúng ta sẽ thấy tăng hay giảm. Thì nó sẽ xuyên qua bạn, xuyên qua những cái đám mây. Và khi mà nó xuyên qua những cái đám mây đó thì nó hình thành ra một cái xu hướng mới. Thì giá mà nó xuyên qua những cái điểm cân bằng đó thì nó sẽ hình thành ra một cái xu hướng mới bạn. Kể từ khi hình thành ra thành phần Kumho thì sẽ vẽ ra 26 kỳ trong tương lai. Thì hệ thống Ichimoku cho một cái ý tưởng là khi nó biểu thị cho chúng ta một cái tâm lý của nhà đầu tư thay đổi các bạn. Đây là một cái ý tưởng rất là tốt. Nếu mà chúng ta dựa vào những cái đám mây này là biểu thị cho cái sự tâm lý thay đổi, bởi vì đó là cái điểm mà cung cầu thay đổi. Đại khái là các bạn hiểu như vậy. Thì khi mà cung cầu thay đổi như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái điểm thay đổi về giá, thay đổi về giá. Thì hãy nhớ rằng bên A thì đang di chuyển nhanh hơn bên của bên B. Một điều rất đơn giản, bên A thì luôn luôn chạy nhanh hơn bên của bên B, đúng không ạ? Nếu cổ phiếu đang ở xu hướng tăng thì bên A sẽ nằm trên cái bên B. Lúc đó tâm lý cái nhà đầu tư bắt đầu có cái sự hưng phấn, đúng không bạn? Nhưng nếu mà cái bên A mà nằm thay đổi, nằm dưới cái bên B sau một thời gian thì cái hậu quả thay đổi tâm lý đó sẽ được nhìn thấy trong cái tương lai, đúng không các bạn? Thì trong trường ở đây các bạn thấy, ở đây ở cái khung thời gian này bạn thấy lúc này khi mà mây tương lai nó đang tạo ra một cái sự hưng phấn, bởi bởi cái mây tương lai này lúc này giá nó đang còn vẫn gì bạn, vẫn còn nằm trên, giá vẫn bên A vẫn nằm trên. Chính vì vậy khi mà cái chuyện mà thay đổi xoắn này, cái mây tương lai xoắn lại thì cái chỗ đó là cái chỗ mà thay đổi cái mây, cái tâm lý, thay đổi tâm lý, thì đó là cái mà chúng ta nhìn thấy được các bạn, nghĩa là cái cung cầu, cái cán cân cung cầu của chúng ta bị thay đổi ha các bạn. Thì cái sự bắt chéo giữa bên A và bên B này khi mà nằm trên dưới lệch này, cái chỗ này chúng ta gọi là xoắn, cái xoắn mây, xoắn mây. Thì cái chỗ nếu mà xoắn mây ở đây thì lúc này chúng ta thấy là cái điện giá nó nằm ở đây bạn, thấy không? Mây xoắn tương lai ở đây là giá nó đang nằm đây, thì giá nó đang nằm ở đây thì chúng ta thấy là chỗ này lúc này chúng ta đã biết được là gì bạn, tâm lý của nhà đầu tư bắt đầu có những cái thay đổi so với những cái phiên trước. Thay đổi là giảm điểm, nghĩa là cung nó sẽ nhiều hơn cầu. Thì lúc này cái tâm lý của nhà đầu tư thay đổi khi giá nó giảm về cái mức này, và cái xu xu thế của chúng ta đó là giảm điểm các bạn. Thì các bạn thấy đây là một cái xu hướng tăng điểm mạnh trước đó. Thì tương tự như vậy thì tăng mạnh trước đó và đến đến cuối cái tháng này các bạn, cuối tháng 2 này thì bắt đầu suy giảm, đúng không? Suy giảm trong một thời gian này và bên A vẫn nằm trên bên B, đúng không bạn? Tuy nhiên thì cuối tháng 2 này các bạn thấy nó bắt đầu cuối tháng 2 này, đúng không? Cuối tháng 2 này và gần đến đầu tháng 3 thì các bạn thấy cái sự xoắn mây này nó xảy ra. Thì cái điều này nó giống như là nó cảnh báo đảo chiều xu hướng. Nó là một dạng cảnh báo đảo chiều xu hướng, và chúng ta hoàn toàn có thể thanh lý tất cả những cái trạng thái giá mà chúng ta có được.
thì cũng khá là tốt nếu mà chúng ta dựa vào những cái chỗ xoắn mây này. Thì cái chỗ này chúng ta cần lưu ý những cái điều sau đây. Đó là nhà tư nên lưu ý nha các bạn. Giá cũng có tương đối dễ dàng qua cái việc vượt qua phía bên kia nếu chiều rộng của công hô là mỏng. Đó các bạn. Thì chú ý trong cái chuyện tác dụng của mây thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là giá của chúng ta sẽ xuyên qua mây ở những cái chỗ mây khá là mỏng. Giá xuyên qua mây mỏng thì nó dễ dàng hơn. Nghĩa là cái chiều rộng các bạn, cái mỏng là do cái chiều rộng của cái mây đó là mỏng. Thì chúng nó sẽ có ví dụ. Thì cái khi mà cái lưu ý nhớ thứ hai khi chúng ta dùng mây đó là cái bên bề phẳng thì nó là hỗ trợ và kháng cự rất mạnh mẽ. Thì tùy theo trường hợp, đối với khi mà giá nó tiếp xúc với những cái hỗ trợ tiếp xúc với bên B nó là hỗ trợ hay kháng cự thì về chúng ta nhớ là chỉ có bên B phẳng ra thì nó sẽ đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự ha. Khi mà bên B thì chúng ta cũng dễ dàng là tưởng tượng ra đó là một cái sự cân bằng, cái chỗ cân bằng giá các bạn. Chỗ cân bằng giá thì nó luôn luôn giá nó có cái xu hướng là trở về cái điểm cân bằng đó. Thì một cái xu hướng của bên A bên B di chuyển song song với nhau như là một cái luồng mây thì đó là nó có một cái cơ hội kháng cự mất đi một nửa. Có nghĩa là khi mà giá và khi mà bên A và bên B nó song song nó đi theo một cái luồng các bạn, cái luồng mà thì cái sức mạnh hỗ trợ và kháng cự lúc đó nó sẽ mất đi một nửa. À, các bạn bạn tưởng tượng đây là một luồng nè, đó. Thấy không? Một luồng có nghĩa là bên A và bên B nó song song với nhau thì nó sẽ mất đi cái tính hỗ trợ và kháng cự đi khoảng một nửa đó các bạn. Một nửa. Thì cái hình tiếp theo đây là hình nó sẽ cho chúng ta thấy rằng cái cung hô. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta thấy là có cái tháng tháng 1 này ở gần cuối tháng 1 này nó có cái sự vượt qua cái đám mây khi mà giá này sao các bạn? Giá này nó vượt qua cái eo hoặc là cái luồng luồng ở đây cái luồng các bạn thấy không? Khi mà hai cái bên A và bên B nó song song với nhau và nó khá là nhỏ thì giá nó sẽ xuyên xuyên những cái mây mỏng như thế này các bạn, xây mây mỏng như thế này nó có khả năng nó sẽ dễ dàng vượt qua mây mỏng và nhất là những cái luồng đó thì những cái luồng đó nó sẽ chỗ kháng cự và hỗ trợ nó sẽ ít đi rất nhiều. Thì chính vì vậy thì chúng ta thấy và tháng tư bạn thấy mà tháng tư chỗ này tháng tư đây, đây. Thì nó đi vào một cái bắt đầu vào tháng 4 thì nó giảm xuống. Ban đầu nó sẽ có những cái hỗ trợ ở cái vùng bên bên B, vùng bên B. Vùng bên B đóng vai trò như là hỗ trợ. Tuy nhiên thì khi mà nó vượt qua cái hỗ trợ này thì thực sự ra là nó đi xuống. Khi mà giá nó thoát ra khỏi cái bên B giống như là cái hỗ trợ của cái vùng mây mây phẳng này thì nó thực sự là trở thành cái xu hướng đi xuống mạnh mẽ và nó giảm điểm ha. Thì đó là cái về cái sử dụng mây. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái tác dụng của chiku các bạn. Thì mình đi theo cái bài này thì chúng ta thấy là chúng ta đang đi từng cái thành phần riêng biệt và cái video thứ hai thứ ba là nó sẽ mới áp dụng phối hợp mà những cái
tác dụng riêng lẻ với nhau để chúng ta có một cái hệ thống hoàn chỉnh. Thì nó hơi rắc rối, chúng ta chỉ nhớ thôi, bây giờ chúng ta chỉ nhớ thôi. Thì chi cu, thì bạn thấy chi cu là cái đường này, bạn đường trễ trễ đường này nó lấy cái giá hiện tại, là cái giá hiện tại đây, cái giá hiện tại đây thì chi cu chúng ta ở đây là lấy giá đóng cửa đây bạn, nó dời về phía sau này 26 ngày các bạn. Thì nếu mà giá đóng cửa ở đây thì chi cu của chúng ta ở đây, nếu mà giá đóng cửa của ở đây thì chi cu của chúng ta ở đây. Thì chi cu là một thành phần khá là đơn giản nhưng cũng khá là mạnh mẽ đó bạn, rất là mạnh mẽ đối với cái hệ thống của chi cu này. Đó là một cái giá ở hiện tại thôi đó, tôi giải thích cho bạn giá đóng cửa ở hiện tại, nhưng mà đưa về quá khứ này trong một khoảng thời gian là 26 cái chu kỳ thời gian, 26 kỳ thời gian, đó là 26 cái nến. Nến đây thì chúng ta cũng xin nhắc lại là nó có thể các bạn sử dụng 1 phút là 26 phút, 1 giờ là 26 giờ, nếu bạn ngày đó là 26 ngày. Thì tính do cái chi cu là cái biểu thị mà dễ hiểu nhầm nhất trong cái hệ thống Ichimoku này bạn. Nhiều người hiểu lầm về cái Ichimoku này lắm, tại vì do cái tính chất của nó rất là đơn giản. Cái tác dụng tính chất của nó đơn giản. Do nó đơn giản thì nó che giấu đi những cái tiềm năng, những cái tác dụng to lớn của nó. Thì nhiều cái nhà đầu tư mà thường kinh doanh là thường bỏ qua cái chi cu này trên đồ thị các bạn. Nhiều khi là cái đó là có thể là thiếu cái hiểu biết về nó, hoặc là họ nghĩ rằng nó thực sự đơn giản và nó không có gì lợi ích hết, cho nên họ bỏ qua. Nhưng mà đối với chúng ta là một nhà nghiên cứu về hệ thống Ichimoku thì chúng ta đừng mắc cái sai lầm này các bạn. Tôi khuyên các bạn đừng mắc cái sai lầm này, và chúng ta hiểu chi cu nó sẽ cung cấp cho ta những cái thông tin rất là mạnh mẽ đối với nhà đầu tư, và các bạn sẽ chứng kiến cái điều này sau đây. Thì nếu mà chi cu vượt qua cái đường giá trong 26 ngày trước, có nghĩa là chi cu này nếu mà vượt qua cái đường giá không phải ở hiện tại đâu mà ở 26 ngày trước, thì đó là tăng giá. Và nếu mà chui xuống, nó nằm phía dưới cái đường giá là giảm giá. Tôi lấy ví dụ như bạn thấy nếu mà đường giá ở đây, mà bạn biết rằng là đường giá ở đây, mà bạn biết rằng là chi cu mà xuyên qua đường giá này, thì lúc này bạn thấy là biểu đồ của chúng ta là giảm giá bạn. Đây chúng ta có cái ví dụ đây, biểu đồ giảm giá đây. Thì chúng ta thấy nè, tăng giá nè, một cái biểu đồ tăng giá khi bạn thấy chi cu đây là đây. Nếu mà giá nằm ở đây thì các bạn thấy là chi cu chúng ta nằm ở đây. Thì lúc này nếu mà chi cu mà cắt đường giá thì chúng ta thấy đây là một cái gì? Biểu đồ tăng giá. Có nghĩa là giá này nó sẽ thoát ra khỏi tất cả, thoát ra khỏi hết tất cả, thoát ra khỏi hết đường giá, thì nó là một cái xu hướng tăng dài hạn. Còn cái biểu đồ giảm giá đây các bạn, biểu đồ thì có một cái ý tưởng đằng sau cái chi cu này với mức giá này, thì nó hoạt động như là một cái kháng cự hỗ trợ. Tùy theo trường hợp thì chúng ta biết là thị trường luôn luôn có trí nhớ, đúng không ạ? Thị trường đây là cái sử dụng khá là hiệu quả. Thì mình giải thích tại sao ha bạn. Thì người ta xem cái giá ở 26 kỳ trước đó là cái giá chỗ này các bạn, nó giống như là hỗ trợ kháng cự đối với chi cu. Thì với một
Với như các bạn biết là chúng ta đều biết thị trường luôn luôn có trí nhớ, bản thân chúng ta cũng có trí nhớ bạn. Nếu mà chúng ta nghĩ ngay ngay lúc này thì chúng ta luôn luôn nhớ về cái gì bạn? Về quá khứ đúng không ạ? Nhớ về quá khứ, ngay lúc này chúng ta luôn luôn nhớ về quá khứ, bởi vì quá khứ của chúng ta là sao các bạn? Là những điều đã xảy ra. Khi nó ví dụ như là khi bạn mua một cái cổ phiếu nào đó, lỡ chẳng may nó đi xuống chẳng hạn. Lỡ chẳng may nó đi xuống. Lỡ chẳng may nó đi xuống. Thì bạn hy vọng điều gì? Nếu bạn mua cổ phiếu mà lỡ chẳng may nó đi xuống thì bạn hy vọng điều gì? Cái trong đầu chúng ta lúc đó chỉ có suy nghĩ là cầu cho mong cho nó được hòa vốn thôi. Nghĩa là nó lên lại cái giá mình mua thôi đúng không ạ? Thì bạn luôn luôn sẽ có một cái tâm lý là lúc đó là muốn cái cổ phiếu mình không cần cái tăng mạnh đâu, mà nó chỉ cần trở về cái mức giá mà chúng mình đã mua nó, chúng ta đã mua nó. Mình lấy ví dụ là nếu mình vừa mua cổ phiếu mà nó giảm liền thì bây giờ mình chỉ cần cần cầu mong nó trở lại cái vùng giá mà mình mua thôi, chứ còn không, mình không nghĩ là mình có lời hay không. Các bạn đó, mình chỉ cầu nó quay lại cái giá mình mua. Các bạn có thấy có một cái tâm lý đó không? Có, và đa phần chúng ta đều 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 là như vậy. Vào cái thời điểm đó đó bạn, bạn bạn không có quan tâm đến bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong thời gian tới đâu. Ví dụ như bạn vừa mua mà mã cổ phiếu nó giảm điểm chẳng hạn, thì bạn không có nghĩ tới mình sẽ lãi cái cổ phiếu này, mình chỉ cầu cho nó gì vậy. Tất cả chúng ta, tất cả những cái gì mà bạn muốn, tất cả chúng ta luôn, là cái số tiền mà mình muốn lấy lại cái số tiền mà mình đã bỏ ra. Cái số tiền nó thật sự ra là ai cũng kiếm tiền một cách khó khăn. Ví dụ như bạn đi làm, bạn chắc góp bao nhiêu năm hay bao nhiêu tháng thì bạn được cái số vốn đó. Bây giờ mua mà nó lỗ, mình giờ cầu chỉ mong là lấy lại cái vốn đó thôi. Lấy lại cái số tiền mà mình đã bao nhiêu năm làm cực khổ để dành. Đúng không ạ? Và cái tâm lý đó là cái tâm lý lấy lại vốn của mình thôi. Mong rằng cái số vốn đó nó sẽ quay trở về với chính bạn. Đúng không bạn? Cái tâm lý đó rất lớn nha các bạn. Điều này tạo ra những cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự, và cái mức giá đó, cái giá đó nó sẽ cản hỗ nó là cản hoặc là hỗ trợ tùy theo cái trạng thái giá. Mình sẽ ví dụ sau đây. Thì các bạn thấy nè, lúc này thì cái chiku nó sẽ gặp những cái đường giá, và lúc đó cái giá nó sẽ là kháng cự. Tại vì theo một cái lý thuyết là bây giờ những người mua ở cái vùng giá này, các bạn, nhưng chẳng may mà sao bạn giảm giá, và khi giá nó tăng trở lại thì cái người mua ở vùng giá này, người ta sẽ bán để lấy lại vốn. Thì bán lấy lại vốn này lúc này thì nó là cản đối với chiku này. Thì chính vì vậy cái vùng giá ở chỗ này, nghĩa là chiku đây, các bạn, thì nếu mà giá ở đây nó tương đương với giá ở đây thì cái vòng này, thì cái chuyện mà bán thu hồi vốn, giống như là những cái người mua ở đây lỡ chẳng may đi xuống gì đó, những cái người mua ở đây người ta sẽ có cái xu thế người ta bán ra. Chính vì vậy thì cái giá lúc này nè các bạn, cái giá này nó sẽ đóng cái vai trò cái cản mà hỗ trợ. Thì cái chỗ đó cần phải vượt qua thì nó mới tốt được. Có nghĩa là cái người mua nó thắng thế so với người bán, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta đợi cho cái chi cu này vượt hẳn qua cái đường giá, vượt hẳn qua cái giới hạn đó, thì chúng ta mua rất là dễ, rất là dễ thắng hơn các bạn. Còn không, chúng ta vẫn còn đè nặng trong cái vấn đề phụ thuộc vào những cái người lỡ mua phía trước.
Thì đó là cái diễn biến tâm lý của tại sao, lý giải tại sao cho các bạn là cái vùng giá, cái đường giá này nó sẽ là cản hoặc là hỗ trợ đối với chi cu các bạn. Thì cái một cái kịch bản tương ứng xảy ra đối với cái xu hướng ngược lại là đó là cái giá nó sẽ là cản cũng như hỗ trợ đối với bây giờ giá nó là hỗ trợ đối với chi cu các bạn. Nếu bạn bán khống một cái cổ phiếu nào đó các bạn, hoặc là chúng ta có thể bỏ qua không mua ở cái mã cổ phiếu nào đó ở một mức 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 giá cụ thể nào đó, thì các bạn thấy là khi giá nó giảm các bạn, khi giá nó trở lại cái vùng giá mức giá trước đó, thì bạn có muốn hòa vốn, nghĩa là bạn short sale, bạn hòa vốn là bạn tách cái bạn đóng cái lệnh đó hay không, hoặc là bạn nhảy vào mua cái cổ phiếu tại thời điểm này không, tùy cái trường hợp đó các bạn. Lấy ví dụ như các bạn thấy là nếu mà bạn short sale ở thời điểm này các bạn, thì sau một thời gian bạn thấy không, sau một cái thời gian đó là chi cu đó chỗ này, giá chỗ này nha, chi cu lúc này chỗ này, thí dụ bạn short sale chỗ này hoặc là bạn bỏ qua không mua ở chỗ này, thì khi đó sau giá, khi giá nó trở lại cái vùng giá đó, trở lại cái vùng giá đó, thì bạn có mua nữa hay không, bạn có mua nữa hay không, hay bạn có đóng cái lệnh sell, short sell này, bạn sell này đóng cái lệnh khi mà mình kết thúc, mình muốn hòa vốn đó, mình lỡ chẳng may mình không take profit chỗ này, mình không có đóng lệnh chỗ này, mà mình lỡ chẳng may nó lên chỗ này chẳng hạn, mình có xu hướng làm sao đóng cái lệnh đó. Nhưng có thể chỗ đó mình có thể sẽ làm theo cái cách khác. Tuy nhiên thì điều này, cái chỗ đó nó sẽ ảnh hưởng và nó thực sự là cái chỗ tạo ra cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự. Các bạn, đối cổ phiếu giảm thì cái nhu cầu cung cầu đó nó sẽ bị thỏa mãn, cái sức cầu đó nó sẽ bị thỏa mãn bởi cái nguồn cung các bạn. Chính vì vậy chỗ này nó sẽ là hỗ trợ và kháng cự khi đường giá nó, khi mà chi cu nó gặp vô cái đường giá các bạn. Tương tự như vậy, bạn sẽ hiểu dễ dàng lý luận theo cái kiểu mà chúng ta thấy nó trong công việc, mà tại sao chi cu nó có cái phải vượt qua cái đường giá thì chúng ta nên mua. Đấy các bạn, mình giải thích cái lý do như vậy. Đó là cái mà chúng ta chú ý, tại vì nó vượt qua cái cản thì chúng ta dễ mua, thì dễ thắng hơn. Nếu mà mua và mua ở cái vùng giá đó thì bán giá cao hơn, đó là một cái chiến lược như vậy. Còn thật sự ra nó là giá nó sẽ là hỗ trợ kháng cự cho chi cu, và mình đã giải thích tại sao nó là hỗ trợ, tại sao là kháng cự đối với chi cu, thì chúng ta sẽ dễ hiểu. Các bạn, nếu bạn không hiểu bạn cứ xem đi xem lại ha, còn có thể chúng ta coi qua chúng ta chưa hiểu đâu. Thì có một cái tác dụng nữa mà chúng ta ít người để ý, đó là chi cu là một cái chỉ báo khá là tốt để biểu thị cho cái xu hướng này sẽ tiến triển như thế nào trong tương lai gần các bạn. Thì một cái xu hướng tốt trong dài hạn thì khi và chỉ khi chi cu này nó không còn có vật gì cản phía trước nó. Các bạn, bạn phải nhớ một cái xu hướng tốt trong dài hạn, khi và chỉ khi chi cu không còn vật gì cản trước nó. Theo nghĩa này thì chi cu hoạt động như là một cái chỉ số về xung lượng, chỉ số về xung lực, xung lực, xung lực. Thì các bạn thấy ở đây, thì bạn thấy nè,
khi mà Chiku nó cứ lao đao với mấy cái đường giá này thì nó cứ hỗ trợ kháng cự gì đó, thì bản thân nó chưa thoát khỏi ra những cái kìm kẹp, và với cái ý nghĩa về momentum này, cái xung lực này, thì khi nào mà nó thoát ra khỏi những cái gì bạn, thoát ra khỏi sự giống như ở đây chúng ta thấy là free free có nghĩa là không còn cái gì cản được nó, thì chúng ta thấy là nó sẽ trở thành cái gì các bạn, trở thành một cái xu hướng tốt trong dài hạn. Như vậy thì khi mà Chiku nó thoát ra khỏi những cái kềm kẹp, những cái cản, thì chúng ta thấy cản thì chúng ta thấy nó là một cái gì, nó thoát ra khỏi đường đường giá này bạn, xuyên qua khỏi đường giá, xuyên ra khỏi những cái mây chẳng hạn, thì chúng ta thấy lúc đó là một cái xung lực rất mạnh, xung lực rất mạnh để tăng giá, để tăng giá. Thì như vậy đã kết thúc cái video thứ hai. Thì hy vọng là các bạn đã hiểu được cái những cái thành phần, năm cái thành phần mà trong Ichimoku, cũng như là lý giải những cái hoạt động, những cái hướng đi và hoạt động, và cái tác dụng, và cái tác dụng của cái những cái thành phần trong Ichimoku. Thì hy vọng cái video này sẽ đem đến cho các bạn một cái nhìn thật sự chi tiết vào cái những cái thành phần trong Ichimoku, và nó là tiền đề cho cái video thứ ba, khi chúng ta kết hợp những cái thành phần đó lại thành một cái hệ thống kinh doanh thật sự. Thì hy vọng là cái video thứ ba nó sẽ đem đến cho các bạn những cái điều thú vị hơn hơn nữa, và mình rất mong cái sự ủng hộ các bạn trong những video tiếp theo, cũng như cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho cái video này và các những cái video mà các bạn đã bấm like, share cho trên những cái nền tảng cộng đồng xã hội khác, và các bạn đã bấm subscribe cho cái kênh để nâng cao cái uy tín cái kênh này lên. Thì xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ, và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Chính Phát, và mình sẽ cố gắng làm những video thật hay, thật hữu ích, đem đến cho các bạn một cái kiến thức chuyên sâu, cũng như là những cái video mang cái tính thực tiễn hơn trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng kênh Chính Phát, và sẽ hy vọng các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ cho kênh mình, và hẹn quý vị và các bạn vào video thứ ba hay hơn, hữu ích hơn. Xin chào và chúc các bạn luôn thành công khi sử dụng Ichimoku để kinh doanh tài chính của mình. Xin cảm ơn.